trong cuốn Di Đà Kinh Viên Trung Sao của U Khê Đại Sư có một đoạn nói rằng: Ngài nói, chúng sanh ở thế giới Sa Bà, nghĩa là thế giới này của chúng ta, tuy có thể niệm Phật nhưng chẳng thấy đoạn phiền não. Nói cách khác, phiền não xen lẫn vào chánh niệm. Cũng có thể nói, phiền não phá hoại chánh niệm của chúng ta. Chúng ta chẳng thể không lưu ý đến chuyện này, chẳng thể không coi trọng, vì chúng ta biết rất rõ ràng, cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng dễ gì gặp được. Đúng như cổ đức đã nói, vô lượng kiếp nay hy hữu khó gặp. Trong đời này của chúng ta, có được thân người, nghe được Phật Pháp thì phải trân trọng, muôn vàng xin đừng bỏ lỡ cơ hội này. Từ trước đến giờ, chúng ta quá sơ ý. Những người đã bỏ lỡ cơ duyên này quá nhiều, quá nhiều. Chẳng phải như một số người, một số người chẳng có dịp tiếp xúc với Phật Pháp, chẳng tu các môn niệm Phật. Chúng ta không nói về những người này, chỉ nói về những người đã gặp được pháp môn niệm Phật, cũng có tâm muốn được vãng sanh. Mỗi ngày đều đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A Di Đà. Tại sao không thể vãng sanh? Tỷ lệ người được vãng sanh quá thấp. Lúc trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một vạn người niệm Phật chỉ có 2-3 người thật sự được vãng sanh. Niệm Phật không thể vãng sanh, tức là cơ hội này ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là vì chẳng thể khắc phục được phiền não. Cho nên có được cơ hội này chẳng dễ, nhưng đánh mất rất dễ. Chúng ta phải làm thế nào để khắc phục phiền não? Thật ra chúng ta không có năng lực. U Khê Đại Sư nói, người ta trong lúc mạng chung, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên đảo. Đây không phải là sức lực của mình, mà hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà cứu giúp. Tuy tự mình không thể đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung, chánh niệm hiện tiền, có thể đạt được tâm chẳng điên đảo, người ấy sẽ vãng sanh. Chúng ta có may mắn làm được việc này hay không? Chắc chắn không thể nào được. Những người này làm thế nào được như vậy? Chúng ta có hết lòng suy nghĩ về việc này không? Chính là nhờ họ tu phước nên mới được như vậy. Tu những phước gì? Đoạn dứt ác, tu thiện. Họ thật sự hết lòng làm những chuyện này, làm có được thành quả, đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện, một đời tu phước. Thế nên cổ đức thường nói với chúng ta, đặc biệt là những tổ sư đại đức trong nhà Phật, dạy chúng ta cả đời tu phước, nhưng đừng hưởng phước, để dành phước báo đến giờ phút lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Tâm chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền. Đó là phước báo lúc lâm chung. Những người vãng sanh thì lúc lâm chung nhất định phải có đầy đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là đầu óc của họ tỉnh táo rõ ràng, chẳng mơ hoặc tí nào. Việc này khó lắm, chẳng dễ đâu. Chúng ta tự mình có thể bảo đảm tương lai lúc chết, lúc mình sắp mất, đầu óc tỉnh táo rõ ràng, minh bạch hay không? Đây là phước đức to lớn. Có phước đức to lớn thì sẽ có được nhân duyên thù thắng, sẽ có trợ duyên. Nếu chẳng có phước đức to lớn thì nhân duyên này sẽ chẳng xuất hiện. Nhân duyên là gì? Lúc lâm chung gặp được thiện tri thức giúp đỡ, trợ niệm cho bạn. Cho nên việc trợ niệm đối với phạm phu học Phật như chúng ta vô cùng quan trọng. Trợ niệm vào lúc nào? Người ta trong lúc bệnh nặng, lúc sắp nguy kịch, nhưng tinh thần, ý chí của họ vô cùng rõ ràng. Lúc này là chính là lúc phải trợ niệm cho họ. Sau khi họ đã tắt thở, tốt nhất là phải trợ niệm liên tục 12 tiếng đồng hồ, tối thiểu cũng phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ. Đây là việc trợ niệm thông thường. Có đồng tu nói với tôi, ông ta đến tăng ni quán trợ niệm. Tôi nói lúc đó chẳng phải là trợ niệm, lúc đó là siêu độ.
tội niệm nhất định phải là lúc nào? Người bệnh còn ở tại nhà, tội niệm ở nhà cho họ. Nếu họ mất trong bệnh viện thì tội niệm trong bệnh viện, không thể tội niệm trong tang nghi quán. Trong tang nghi quán là siêu độ, đó gọi là Phật sự siêu tiến, chẳng phải là tội niệm. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Tội niệm là lúc người bệnh chưa tắt thở, lúc này chính là lúc quan trọng nhất. Hiện tri thức ở kế bên săn sóc cho người ấy, săn sóc cái gì? Giữ cho người ấy chẳng đánh mất chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm niệm Phật theo mọi người, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Con người lúc mạng chung, những nghiệp thiện ác của họ đã tạo suốt cả đời này đều dồn dập hiện ra cùng một lúc. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều bệnh nhân trong tình trạng hấp hối, cũng là khoảng 3-5 ngày trước lúc lâm chung, hoặc là một tuần. Trong thời gian này liền có hiện tượng như vậy. Họ thấy rất nhiều thân bằng quý thuộc, họ nói: người này đến rồi, tôi thấy họ ở ngoài cửa. Người kia ở đâu họ cũng nhìn thấy. Những người này đều là thân quyến đã mất. Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đây gọi là âm cảnh hiện tiền. Cảnh giới này chẳng tốt. Có đúng là thân quyến của họ không? Chẳng phải, mà là quan gia chủ nợ của họ biến hiện thành thân quyến, đến để dụ dỗ mê hoặc người ấy, đến để dắt người ấy đi, dẫn đi xong bèn tính nợ cũ, họ muốn báo thù. Những thứ này đều nổi trong Kinh Địa Tạng. Hễ có những hiện tượng này, người thiện tri thức ở kế bên phải lập tức nhắc nhở cho người ấy, nhắc họ đừng đếm xỉa, đừng để ý đến, đừng lo lắng gì hết. Chẳng cần biết người nhìn thấy là ai, đều phải nhắc người bệnh đừng để ý đến. Cứ chắc thật niệm Phật, tâm niệm của người bệnh vừa chuyển thì những cảnh giới đó sẽ biến mất. Cho nên khai thị lúc lâm chung chính là một câu nói này: trong lúc ấy đừng tụng kinh. Lời kinh quá dài, càng tụng thì đầu óc của người bệnh càng loạn thêm, vậy thì hỏng hết. Cũng đừng nói những lời gì khác, chỉ nói một câu: bất luận người bệnh nhìn thấy cái gì cũng đừng để ý đến, phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi A Di Đà Phật đến thì đi theo ngài, nếu không phải là A Di Đà Phật, bất luận là Phật Bồ Tát nào khác cũng đừng để ý, đều cũng đừng nhìn họ. Lúc lâm chung chỉ khai thị một vài câu như vậy mà thôi. Túc trực bên người bệnh, ở kế bên người bệnh cả mấy ngày, cũng chỉ là nói một câu này, ngày đêm không thể gián đoạn, luôn luôn nhắc nhở người bệnh giữ gìn chánh niệm của người ấy. Được như vậy thì người này có phước báo, có thiện tri thức ở kế bên nhắc nhở, đánh mất vọng niệm của người bệnh, đánh mất sự dụ dỗ mê hoặc của quan gia chủ nợ, giúp người bệnh đề khởi chánh niệm niệm Phật cho mọi người. Lúc người bệnh không thể niệm được nữa, lúc thể lực đã quá suy yếu, nhưng họ còn có thể nghe, hoặc chúng ta thấy miệng của người bệnh cử động. Điểm này rất quan trọng. Sau khi vãng sanh thì phần đông đều có tướng lành rất tốt. Tướng lành này có thể khẳng định họ đã vãng sanh hay chăng? Không hẳn vậy. Trong những tướng lành của người bệnh, chỉ khi nào họ tự nói A Di Đà Phật đến kìa, tôi đã thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi, thì đó là thật, đó là thật sự là đã vãng sanh. Nếu trong thời gian trợ niệm họ chưa từng nói Phật đã đến, hoặc nhìn thấy Phật, nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy thì rất khó nói, nhưng nhất định họ sẽ không đọa tam ác đạo. Thế nên đời sau họ sẽ hưởng phước báo cõi trời cõi người, cũng có tướng lành. Hãy có tướng tốt lành thì nhất định sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Đọa ác đạo thì tướng chẳng tốt lành. Cho nên phải trợ niệm đến khi người bệnh tắt thở, và tiếp tục thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Như vậy mới gọi là trợ niệm. Điều kiện căn bản là chánh, người ấy nhất định phải tu phước.
Nếu chẳng có phước báo thì lúc lâm chung, tinh thần, ý chí, đầu óc chẳng tỉnh táo, chẳng nhận ra người nhà, thân quyến. Nếu vậy thì thật khó, vô cùng khó khăn. Nhưng chúng ta cũng trợ niệm cho họ. Có niệm vẫn tốt hơn là không trợ niệm. Có thể vãng sanh hay chăng thì không chắc được. Dù họ có đọa ác đạo thì cũng sẽ giảm bớt sự đau khổ của họ, chắc chắn như vậy. Công đức của sự trợ niệm chẳng thể nghĩ bàn. Người có phước báo thì lúc đó nhất định sẽ được Phật lực gia trì. Nguyện này là đại nguyện từ bi của Phật, thể nên Phật lực gia trì cho bạn. Lúc đó tâm sẽ chẳng điên đảo, chánh niệm hiện tiền bền được bản sanh. Trong bản dịch kinh của Huyền Trang Đại Sư có câu: năm mạng chung thời, vô lượng thọ Phật, giữ kỳ vô lượng thanh văn đệ tử Bồ Tát chúng câu. Hiền hậu vi diệu, lai trụ kỳ tiền, từ bi gia hộ, định tâm bất loạn. Đặc biệt chú trọng tại hai câu chót này: A Di Đà Phật từ bi gia trì cho bạn, tâm của bạn sẽ chẳng loạn. Cho nên nhất tâm bất loạn là sự việc như vậy. Do đó có thể biết, người học Phật, bất luận bạn học tông phái nào, học pháp môn nào, cơ bản nhất là tâm phải thiện, niệm đầu phải thiện. Niệm đầu là bóng ý một niệm, hành vi phải thiện, trồng thiện nhân được thiện quả. Thiện quả là lúc lâm chung đầu óc tỉnh táo, tính nguyện chẳng bị suy thoái, được Phật lực gia trì. Bạn nói việc này có quan trọng không? Đều phải nương nhờ vào sự tu dưỡng hàng ngày thì chúng ta mới thật sự nắm chắc. Người có tâm hạnh chẳng thiện, lúc lâm chung vội ôm chân Phật, chẳng đáng tin nổi. Đều phải dụng công hàng ngày, đặc biệt là ngày nay hoạn nạn quá nhiều. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Quan niệm này nhất định chẳng phải bi quan, nhận thức rõ ràng cảnh thật của chúng ta, nhất định chẳng tham sống sợ chết. Người ta đâu có ai chẳng phải chết. Vấn đề là chết đi rồi thì phải làm sao, sẽ đi đến đâu. Chết nhất định chẳng phải là chết đi rồi hết thảy đều chấm dứt. Không những trong nhà Phật cho lời nói này là sai lầm, hết thảy các tôn giáo đều nói nó là sai lầm. Con người có đời trước, có đời sau. Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, muốn biết nhân đời trước, tức là đời trước tôi đã làm việc gì, những gì mình thọ nhận ngày nay chính là nó. Cuộc sống của mình đời này là quả báo, quả nhất định phải có nhân. Nhân này đã được trồng đời trước, muốn biết quả đời sau, những gì làm đời này chính là nó. Quả báo đời sau của chúng ta sẽ ra sao? Tư tưởng ngôn hạnh đời này của chúng ta là tạo tác, tạo nhân, đời sau thọ nhận quả báo. Thế nên người chân chánh thông minh, người thật sự có trí tuệ, biết cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, nhất định phải nắm chắc cơ duyên để làm chuyện tốt. Đây là người thông minh nhất trong thế gian. Làm việc tốt thì tương lai sẽ có quả báo tốt đẹp. Đừng nói đến những quả báo quá cao. Chúng ta sanh đến cõi trời dục giới, sanh đến cung trời đau lợi, ở đó cũng chẳng cao lắm. Một ngày ở trời đau lợi bằng 100 năm ở thế gian của chúng ta. Thọ mạng của họ là 1000 năm. Bạn nói phước báo như vậy, nhân gian chúng ta làm sao sánh bằng được. Ở cõi người sống đến 100 tuổi là đã thọ lắm rồi. Được như vậy cũng chỉ bằng 1 ngày ở cõi trời đau lợi mà thôi. Càng lên trên thì phước báo càng lớn. Cõi trời, mục tiêu của hết thảy tôn giáo đều là nhằm sanh lên trời, cũng có đạo lý đấy. Tại sao trong vòng 70 năm ngắn ngủi này tranh thủ để được cơ hội sanh lên cõi trời? Người thông minh hơn phải có duyên phận, phải có nhân duyên vô cùng thù thắng hy hữu, gặp được các môn tịnh độ trong nhà Phật. Việc này rất khó được. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng dài đến nỗi chẳng có cách chi tính đếm được, là thọ mạng vô lượng.